Xin chào, tôi là Thanh Hằng, nhân viên công ty Panasonic Việt Nam. Các bạn biết không, máy giặt Panasonic ra đời đầu tiên tại Nhật Bản từ năm 1951. Từ đó cho đến nay đã có hơn 100 triệu sản phẩm cùng với hệ thống nhà máy chất lượng Nhật Bản trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, Hằng sẽ giới thiệu đến các bạn dòng máy giặt cao cấp của Panasonic. Đây là dòng máy giặt của trước, sẽ ra mắt vào tháng 5 năm 2017. Đây là dòng máy giặt có công nghệ hoàn toàn vượt trội, chất lượng Nhật Bản, thiết kế tiện ích và dễ sử dụng, độ bền và an toàn cao. Điểm nổi bật của những dòng máy giặt này không chỉ ở thiết kế bên ngoài mà nó còn là những công nghệ thiết thực và tối ưu ở bên trong, giúp cho cuộc sống của gia đình chúng ta ngày càng tiện nghi và hiện đại hơn. Sẽ có hai series VX6 và VG6 cùng với 6 mã sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Series đầu tiên đó là VX6 sẽ có 3 mã sản phẩm. Mã sản phẩm đầu tiên là 128VX6 có khối lượng giặt là 8kg. Mã sản phẩm thứ hai là 129VX6 có khối lượng giặt là 9kg. Và mã sản phẩm thứ ba 120VX6 có khối lượng giặt là 10kg. Ở series thứ hai là VG6 cũng sẽ có 3 mã sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Mã sản phẩm đầu tiên là 128VG6 có khối lượng giặt là 8kg. Mã sản phẩm thứ hai là 129VG6 có khối lượng giặt là 9kg. Và mã sản phẩm thứ ba là 120VG6 có khối lượng giặt là 10kg. Ngoài những chương trình giặt thông thường ra thì dòng máy giặt của trước series 6 của Panasonic sẽ có 4 điểm nổi bật. Hằng tin rằng với 4 điểm nổi bật này, người tiêu dùng sẽ hài lòng và an tâm hơn khi sử dụng. Điểm nổi bật đầu tiên đó là công nghệ giặt siêu nhanh. Điểm nổi bật thứ hai đó là hai chế độ giặt diệt khuẩn bằng nước nóng và nước lạnh. Điểm nổi bật thứ ba đó là tiết kiệm năng lượng. Và điểm nổi bật thứ tư, thiết kế tinh tế và thời thượng. Trên thị trường hiện nay thì những dòng máy giặt cửa trước thông thường có thời gian giặt nhanh nhất là 59 phút. Tuy nhiên, đối với dòng máy giặt cửa trước series 6 của Panasonic thì thời gian giặt chỉ 49 phút nhờ vào hệ thống tạo bọt Actifoam. Đây được xem như là bước đột phá của máy giặt Panasonic, mang đến cho người sử dụng có nhiều thời gian rỗi hơn trong cuộc sống để tận hưởng những điều ý nghĩa. Hệ thống Actifoam tạo ra lớp bọt siêu mịn và đậm đặc, giúp diện tích bao phủ bề mặt của bột giặt lớn hơn, đồng thời gia tăng diện tích tiếp xúc với vết bẩn. Bọt siêu mịn sẽ dễ dàng thấm sâu vào từng sợi vải, loại bỏ vết bẩn hoàn toàn, cặn bột giặt không còn lưu lại trên quần áo. Hệ thống Actifoam sẽ hoạt động theo 3 bước. Bước 1, trong khay đựng bột giặt, chất giặt tẩy được tạo thành bọt đậm đặc, sử dụng nhờ áp lực tia nước. Bước 2, trong hộp tạo bọt, thác bọt sẽ từ khay đựng bột giặt đi đến khay chứa bọt, tạo ra bọt mịn hơn với tia nước. Bước 3, trong lồng giặt, bọt mịn sẽ nhanh chóng thấm sâu vào quần áo và tách vết bẩn. Tiếp nối thành công của dòng máy giặt cửa trên series 5, dòng máy giặt cửa trước VX6 cũng được trang bị chế độ giặt chuyên biệt Stainmaster Plus, giặt cho từng loại vết bẩn ở nhiệt độ 40 độ C. Tùy vào từng loại vết bẩn khác nhau mà máy giặt sẽ có các cơ chế về thời gian, giặt, xả, vắt và quay cũng sẽ khác nhau. Để đạt được hiệu quả giặt tốt nhất, khi lựa chọn nhiệt độ ở mức 40 độ C, các vết bẩn cứng đầu như là bùn đất, dầu mỡ, vết bẩn ở cổ áo, tay áo sẽ được giặt sạch một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đối với bùn đất, máy giặt sẽ giặt sâu bằng cách kéo dài thời gian giặt và tăng năng lượng cơ học. Vết bẩn cứng đầu sẽ được giặt sạch. Với vết bẩn do dầu mỡ, máy giặt sẽ ngâm để giúp chất giặt tẩy thấm sâu vào sợi vải và giặt sạch với nước. Vết dầu mỡ sẽ được đánh tan và giặt sạch. Ở chế độ dành cho cổ áo và tay áo, thời gian giặt sẽ được kéo dài và máy sẽ ngâm để chất giặt tẩy thấm sâu vào từng sợi vải. Chế độ giặt chuyên biệt Stainmaster Plus sẽ giúp cho việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta không cần phải giặt sơ, ngâm hay là giặt bằng tay qua những cái vết bẩn trước khi cho vào máy giặt. Như vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Máy giặt với cảm biến 3D giúp phát hiện đồ giặt không cân bằng và thay đổi tốc độ vòng quay phù hợp, mang đến hiệu quả giặt tối ưu cho việc nâng lên, đập xuống quần áo khi giặt. Công nghệ diệt khuẩn bằng Blue AZ Plus lần đầu tiên trang bị cho cả hai model 120VX6 và 129VX6 giúp loại bỏ 99,9% vi khuẩn mà không cần đến chế độ giặt nước nóng. Công nghệ mới này là sự kết hợp giữa ion bạc cùng với tia UV giúp tiết kiệm điện trong khi diệt khuẩn mà không làm nhạt màu hay co đồ giặt. Như các bạn biết, bạc là thành tố kháng khuẩn tự nhiên, giúp diệt các vi khuẩn và nấm mốc, được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như là tủ lạnh, máy điều hòa hoặc là xe súc.
UV cũng được đánh giá cao trong vấn đề diệt khuẩn. Ngoài ra thì tia UV sẽ không độc hại. Như vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm về vấn đề các chất này sẽ không còn đọng lại trên quần áo. Hơn nữa vi khuẩn được diệt trong khoảng thời gian rất là ngắn, khoảng từ vài giây đến vài chục giây. Đối với những quần áo mỏng không thể nào mà giặt bằng nước nóng để diệt khuẩn, chúng ta có thể chọn công nghệ Blue Azure Plus. Công nghệ Blue Azure Plus này sẽ giúp diệt khuẩn quần áo nhưng vẫn không làm hư hại, vẫn mang lại sự an toàn cho người sử dụng và giúp tiết kiệm điện hơn khi không phải giặt bằng nước nóng. Với cơ chế Blue Azure Plus, nước sẽ chảy qua thiết bị tạo ion bạc và tinh thể ion bạc hòa trong nước, từ đó thẩm thấu vào sợi vải và loại trừ vi khuẩn. Ánh xanh được tạo ra từ tia UV ở phía trên của lồng giặt kết hợp với tinh thể bạc giúp kháng khuẩn. Nhờ vậy mà máy giặt Panasonic dòng 120VX6 và 129VX6 có khả năng diệt khuẩn lên đến 99,9%. Lựa chọn diệt khuẩn bằng Blue Azure Plus hay diệt khuẩn bằng nhiệt độ 60 và 90 độ C còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của khách hàng. Nếu quan tâm về vi khuẩn và mùi ở trên quần áo, mức năng lượng tiêu thụ hay mức độ hư hỏng của quần áo như nhăn và bay màu, chúng ta có thể sử dụng công nghệ kháng khuẩn Blue Azure Plus. Công nghệ này có thể sử dụng trên tất cả các đồ giặt, kể cả đồ mỏng và quần áo truyền thống. Còn nếu bạn quan tâm về vấn đề dị ứng, gây ra các bệnh về da và cần diệt khuẩn tăng cường, chúng ta sẽ lựa chọn công nghệ giặt nóng 60 và 90 độ C. Công nghệ này có thể sử dụng cho đồ sơ sinh và ga giường hoặc khăn. Máy giặt Panasonic Series 6 có trang bị cảm biến EcoNavi với ưu điểm là thân thiện môi trường. Có 3 cảm biến thông minh EcoNavi, đó là cảm biến khối lượng giặt, chất liệu đồ giặt và nhiệt độ nước, để tự động tiết kiệm điện, nước và thời gian. Lưu ý, EcoNavi chỉ có ở dòng 9kg và 10kg. Thêm vào đó, biến tần inverter sẽ làm giảm thiểu lượng điện mất đi và không gây ra tiếng ồn bằng cách vận hành êm ái, điều chỉnh tốc độ vòng quay motor tối ưu nhất. Với phương châm quan tâm đến người sử dụng, mọi chi tiết của máy giặt Panasonic Series 6 đều được thiết kế để đảm bảo tiện lợi và dễ sử dụng. Cửa trong suốt cho phép nhìn xuyên bên trong suốt quá trình giặt. Lồng giặt rộng hơn với đường kính là 525mm. Bạn có thể dễ dàng cho đồ giặt vào, thậm chí là những đồ giặt có kích cỡ lớn. Lồng giặt Sazanami độc đáo, lý tưởng để loại bỏ vết bẩn mà không làm hư hỏng quần áo của bạn. Thiết kế thân máy là vách dập sẽ làm giảm thiểu tiếng ồn. Bảng điều khiển đèn LED giúp người sử dụng dễ dàng đọc được các thao tác ở trên màn hình và chọn chương trình giặt bằng núm xoay. Máy giặt lồng ngang Series 6 là dòng máy giặt có thiết kế tối ưu cho gia đình Việt. Tự tin với sản phẩm mang chất lượng của Nhật Bản, chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm máy giặt của Panasonic. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm này hoặc là các sản phẩm khác bằng cách truy cập vào trang web www.panasonic.com/vn. Khi có thắc mắc về chế độ bảo hành hoặc là các sản phẩm mới, các bạn có thể gọi cho chúng tôi theo tổng đài miễn phí 1800 1593 để được giải đáp. Thời gian làm việc từ thứ hai cho đến thứ bảy, từ 8:15 cho đến 17:30. Các chương trình khuyến mãi hoặc là giới thiệu về sản phẩm mới sẽ luôn được cập nhật tại Facebook www.facebook.com/panasonicvietnam.